em nằm phải nó hơi quá. Thank you.
Nó không có chạy ban ngày, nó chạy 8 rưỡi tối đến 1 giờ sáng. Thoại là biết chúng ta hôm nào mà chú bình an.
Thank you.
Đấm là cũng tốt, đấm hay chưa hả? À, mới no đấm. Cái này chụp cái tóc nhìn phong độ đúng. Là thiệt. Thanh niên chưa đông lắm. Ông ấy giàu khuya này niệm vắng hả? Người ta đi hẹn hò. Hẹn hò? Mà mình đi đám bệt 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 đó. Mình đi hẹn hò. Thế là lắm một giờ có phá đám rồi. Mình cố ấy rồi. Mình phải đẹp cái hoàn cảnh mình vào, cái mai mốt mình đi hẹn hò, mình không muốn. Tiền. Mình phải tiền. 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 Tiền.